Chính chủ cần bán lô nhà liền kề đang là hoàn thiện tại Thanh Nạm, Phú Nạm, Hà Đông, Hà Nội. Có diện tích từ 30 đến 36 mét. Đã tách sổ. Đây là mặt đường ngõ ở trước nhà đây, mặt đường rộng 3 mét. Xe máy có thể tránh nhau rất là thoải mái. Và ngõ là ngõ thông nhau. Đây chúng ta là có hai đầu ngõ đều là ngõ thông. Chúng ta có thể là đi đầu nào vào cũng được. Vị trí của lô đất là nằm cách bến xe Yên Nghĩa 800 m. Sẽ có hai căn ở ngoài mặt tiền đây, hai căn ở ngoài mặt đường là hướng đông bắc, có diện tích là 30 m2. Và ở phía bên trong đây là có tiếp 3 căn, diện tích từ 30 đến 36 mét. Đấy, đang là trong quá trình hoàn thiện. Được xây là 4 tầng, thiết kế là mỗi tầng là sẽ bao gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Nhà được xây thiết kế rất là hiện đại, đẹp và kiên cố. Ở xung quanh là đầy đủ tiện nghi trường học, bệnh viện, trạm xá, ủy ban nhân dân. Và khu vực xung quanh là nhà dân ở rất là đông. Đây chúng ta có thể thấy kỹ lại cái đường ở trước nhà đây. Nhà xây 4 tầng và đã tách sổ đỏ và đang được chúng tôi chào bán với giá từ 1 tỷ 490 triệu. Nhà có vị trí nằm tại Thanh Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Cách bến xe Nghĩa là 800 m. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Mọi người có nhu cầu cần tư vấn thêm hoặc là xem nhà trực tiếp, xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403, 0888041444. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh YouTube để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về các nhà và bất động sản cần bán khác của công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chúng tôi.